Rồi xin chào các bạn, đây là cái series chụp ảnh vui lắm. Thì mình đã làm được 3 số rồi và sau 3 số đó thì mình khá là buồn, cho nên mình bị ngưng một khoảng thời gian khá dài và hôm nay mình vui trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ làm tập thứ tư. Thì ở tập này đây là bạn Thủy. Thì Thủy là sẽ là cái bạn cùng đi chơi với mình trong ngày hôm nay. Thì mình đang ở Bảo tàng Mỹ thuật ở Sài Gòn, ở quận Nhất. Thì mình với Thủy đi chơi và trên tay mình đây, đây là một chiếc iPhone 11 Pro. Thì mình sẽ thử dùng cái chiếc điện thoại iPhone này và chụp ảnh cùng với Thủy ở trong khuôn viên và ở trong cái bảo tàng này thôi. Và mình sẽ sử dụng ba cái chiếc ống kính và những cái chế độ tính năng chụp có sẵn ở trên chiếc iPhone này và mình chụp cho các bạn đó, cùng xem những hình ảnh đó. Bây giờ mình sẽ thử chụp một cái ảnh mà nó khá là giống với nhiều ảnh trên mạng trước, là người mẫu sẽ nhìn ra ngoài, đúng không? Tức là ngồi ban công xong nhìn ra ngoài bên này nè, hợp lý không? Đó, thì mình đang ở chế độ là chụp portrait nè, mình sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên. Ok, chúng ta cần lấy nét vào đây, đó, sáng xuống một chút cho nó đẹp. Đó thì mình đã chỉnh được cái khẩu ở trên đây. Thì mình thấy 4.5 cái đó nó khá là mỏng, mình sẽ tăng lên một chút đó, cho cái lấy được cái bối cảnh phía sau nhiều hơn, từ cái tele nhìn ảnh nó gọn gàng sạch sẽ hơn đó, tay cối phía sau bắt vào hơn. Đó thì mọi người lưu ý là trên chiếc iPhone 11 Pro nó có một cái gọi là chỉnh khẩu độ trước khi chụp, và chụp xong mà chỉnh khẩu độ cũng được đó. Ví dụ như thử xem ảnh này đúng không, thì cái dop nó vậy, xong rồi mình sẽ chỉnh khẩu lại đó, ví dụ thích dop mỏng hơn, chỉnh mỏng hơn. Đó, giờ thì mình sẽ lấy background là cái kính, thì cái khu này nó hơi tối một tí, mình sẽ chỉnh dop mỏng lại. Ok, ép tầm này 5.6 đẹp nè. Sẽ lên nét đo sáng vào cái vùng mình thích sáng. Đúng rồi, Thủy quay mặt phải tí. Phải qua phải. Cái đó mình sẽ lựa background cho nó chuẩn một tí. Lấy nét lại nè. Cơ bản là ánh sáng khá là tối, mình dựa tay vào đây chứ cho nó chắc cái tay, không bị rung. Mình thấy thích cái mảng này quá, cái mảng tường quá. Thì đây góc một ít bình thường ở trên chiếc iPhone 11 Pro này. Đó, mình muốn lấy hết cả cái cửa này. Đây rất là đẹp. Đi qua trái nhẹ một xíu thôi. Đi lên anh một xíu. Ok. Mình để ý thì mình thấy một góc. Bên này có rất là nhiều rác thì cho luôn một bước đi. Cho luôn một bước nữa. Rồi, mình sẽ chụp ở dưới lên như thế này. Đó, sáng vào Thủy nha, đúng rồi, Thủy nhìn ra hướng sáng á. Một tấm cho chắc nè. Giảm sáng xuống một chút. Đó. Mình sẽ tiến lại gần Thủy hơn. Lấy cái vòm cho bố cục nó chặt lại. Khóa nét nè ha. Giảm sáng. Thì anh em lưu ý là chụp với góc siêu rộng thì nó rất là dễ gây méo hình. Nhưng mà cái hay của điện thoại là chúng ta có thể nhìn vào và ước lượng khung hình được trực quan hơn, cho nên chúng ta có thể điều chỉnh nó được. Mình sẽ chụp frame in frame. Đẹp đấy. Đó. Chụp với rộng rất là đã. Sẽ lấy nét vào đây. Khóa nét lại, giảm sáng xuống một chút, rồi chỉnh lại khung hình, đẹp đấy. Thì
Thì nãy giờ mình đi sơ sơ hành lang thì mình thấy là hiện tại cái bảo tàng đang diễn ra một cái triển lãm tranh rất là đẹp. Mình nghĩ một ý tưởng là sẽ chụp chân dung thủy với lại cái background và những bức tranh đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào cái phòng tranh này, mình sẽ lựa một cái tranh nào đó nó. Đây, mình vừa tìm một cái tranh rất là hay. Không, cho Thủy vào, mình chuyển qua chế độ portrait. Rồi xong mình sẽ chọn chụp 2x, mình sẽ tiến gần lại cho bức tranh nó bao phủ hết background của mình luôn. Ok, mình sẽ chọn cái dot lại một chút. Để trong điều kiện thiếu sáng này mình sẽ để F4 thôi. Nó biết cái ông đó không nhìn góc bên trái anh. Bây giờ em nhìn bên phải đi cho nó hợp concept. Trong điều kiện thiếu sáng này các bạn lưu ý là chụp giữ chắc tay một chút. Bây giờ mình sẽ chụp gần lại, mình chuyển qua 1x. Thủy hơi nhẹ nhìn tay nè, cái này, đó. Ok. Hơi mỉm cười nhẹ nhẹ giống chú như... Thì anh em lưu ý cái ruộng về tiêu cự này, khi mà chúng ta để trên người mẫu thì cảm giác là người mẫu sẽ nhỏ lại, mà để dưới thì bự ra. Mình sẽ chụp bằng cái ống kính tele hết của nó luôn đó, để em lấy cái dot sâu hơn. Ok, canh chỉnh sáng lại xíu nè. Thì anh em yên tâm là cái dot mà lúc mà nó hiển thị ở trên đây á, thì chúng ta có thể điều chỉnh được sau đó. Đây cái ốc rộng nè, mình thấy nó khá là rộng và cái chủ thể của mình nó cảm giác nó khá, cái tỷ lệ nó khá nhỏ so với khung hình này và mình chưa thấy ưng ý lắm. Đây mình chụp thử cho các bạn xem, đo qua bao lăng của nó khá là tốt, auto qua bao lăng khá là tốt. Trong ảnh với thực tế nó cũng không khác biệt nhiều. Mình sẽ dùng ống kính 2x mình chụp ở xa để kéo cái background lại gần. Thả lỏng Thủy ơi. Bỏ tay lên cũng được hả? Bỏ tay lên đùi cũng được hả? Ừ. Hết sức là cân bằng. Đây bộ phục đối xứng này hả? Kiểu ảnh nó khá là tĩnh á. Mình chụp Thủy nằm ở giữa. Chắc mình bỏ cái quạt ha. Sao lại bỏ cái quạt ta? Cái quạt này hơi xấu. Đây, cho Thủy nằm trong cái frame này luôn. Để nét lại nè. Ánh sáng thì hơi giảm chút cho đúng thực tế ngoài. Đấy. Các bạn lưu ý là khi chụp thì mình thích rất là để thích mấy cái grip nè, mình canh đó, cho cái khung hình nó thẳng thóm. Ồ, yên bình lắm ha thầy. Yên bình lắm. Mát đúng không? Hình như mấy cái ghế này ở đây nó bị đặt lệch lệch thì sao á. Ảnh này góc này hơi grippy, tức là mình sẽ dùng mình sẽ kiểu lấp ló trong khung nhìn ra. Chụp ảnh với người mẫu thì mình nghĩ không nhất thiết là phải cứ chụp số phông đâu. Chúng ta có thể chụp với lại cái bối cảnh của nó để mà có thêm nhiều cái thông tin chi tiết ở trong ảnh cho người xem. Giờ cho Thủy đi vô đây nè, lấy cái bóng này thôi. Đi nhẹ ra tới chính giữa đó. Xong rồi đứng nhìn ra ngoài thôi. Đi đây là đúng không? Ừ, đứng ngay không? Ngay cái đó luôn, ngay cái cửa luôn. Không, em lui lại xíu đi. Một bước nữa. Nữa. Bước nữa. Chưa, nữa. Rồi, đủ rồi. Ok.
Đó. Đẹp không? Đó, mình sẽ sử dụng góc siêu rộng này, mình lấy không gian nó nhiều và đặt thủy vào trung tâm bức ảnh. Ok, thử dọc lại cái nè. Thấp xuống một xíu ha. Rồi, sẽ giảm sáng xuống một chút xíu thôi, đừng giảm nhiều quá. Để lấy chi tiết ở bên hai bên tường nữa. Một ít thông đẹp. Bây giờ mình chuyển qua 2x. Lên nét cơ thủy xong giảm sáng mạnh xuống. Đó thì các bạn thấy là cái tỷ lệ nó thay đổi nhiều quá. Ok, đẹp á. Không, đứng đó thì anh đây, không gian chụp như vậy thì mình chuyển qua 1x rồi chụp số phòng cho anh tới đây nè. Ok. Đẹp đấy. Thử hai tay chống tường được. À chống thẳng á. Ừ, sao được kiểu bồ bồ á chứ hả? Ổn không? Mà chống vô ổn không? Nhìn mẹ anh hả? Hay nhìn lên trên đầu anh nữa sao? Nhìn cao quá. Không nhìn cao quá không? Đó, giảm sáng xuống cho thủy nổi bật lên. Nhìn đầu anh á, đừng nhìn anh. Nhìn tầm này nè, tầm này. Ok. Căng đúng không? Ý là nó cũng kiểu escape rồi, thoát xác rồi. Đó, thì mình thấy portrait nó không phê, mình sẽ chuyển qua chụp góc siêu rộng. Nhìn gấu hơn. Đó, giảm sáng xuống. Phúc. Đẹp lắm bạn. Cái nữa. Cái nữa mình chụp rộng ra. Nhìn thẳng, căng. Giảm sáng nha, tại vì cái toàn khung nó khá là tối cho nên máy sẽ hiểu rằng nó cần phải tăng độ sáng lên cho nên ảnh nó bị over sáng quá, không có đẹp. Mà mình sẽ sử dụng thanh EV kéo sáng xuống, thủy hơi qua trái một chút để che cái phía sau nè. Đó. Ok. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Đẹp á. Này cái này hiền cái này thấy không? Nhìn mặt nó hiền. Trời ơi, cái mắt này, nó cái mắt khác liền. Nhìn má ơi. Được, chịu khó nhìn cũng được. Chủ yếu do mình nhìn ra thôi chứ. Là có thể thấy khu dân cư ngoài kia. Mặt trời lúc này cũng lặn xuống khá là nhiều rồi. Còn có xíu thôi. Nó cũng không có nắng ở đây nữa. Thôi kệ. Đẹp á. Không quay đâu, không quay. Em hơi sớm mà em. Dạ. Bám được không? Được. Được đấy. Nhìn đâu? Nhìn qua đi. Đâu? Anh không có góc, nhìn ngược lại. Ok. Không được. Thôi đây nè. Đây, nữa. Cô xoay mỏi cổ không? Đó. Ok, mình sẽ cho thủy để một cái mảng bên trái luôn. Rồi mình sẽ lấy bên phải. Cẩn thận nha man. Góc này hơi căng nè. Được cũng được, không. Đó, xài góc rộng này mới đã. Thử rồi. Sẽ thử đây. Sẽ thử di chuyển một anh trai ở trong và một bạn ngoài. Đấy. Không khí nó khá là đối xứng. Hay giờ thủy qua cái bên kia đi. Sao đứng bên đây anh chụp qua. Anh dùng bóng tay lên anh chụp qua. Hợp lý không? Có bạn khá là đẹp. Đây, nó có cả khu dân cư và kết hợp với kiến trúc của cái bảo tàng. Đây. Để zoom tới cận cảnh hơn. Thời tiết một chút là thường thường nắng mình ra hơi muộn nhưng nắng chiều nó không có. Chứ nếu mà có thì nó sẽ chiếu vô mặt của người mẫu.
nhìn đã lắm. Đó, bật siêu đông lên nè, cho đạt. Cái ghế ai đặt, ghế đặt bên kia xấu quá, mất cân đối. Để phải chụp đẹp á. Rồi để chân trái vòng ra nhẹ phía trước, đó đúng rồi, chuẩn đấy. Nhờ góc siêu rộng này mà mình chụp không gian rất là tốt. Ê, bình thường nếu mà các bạn góc tiêu chuẩn của những điện thoại khác thì nó tầm từng ngày thôi. Giờ Thủy vào vùng sáng bắt ra phía sau luôn, để gối đầu lên cho nổi bật một cái gầm vậy đó. Đó, để bộ cục đối xứng xong mấy cái đường, các bạn để ý những cái đường kiến trúc như thế này nó đâm thẳng vào mặt. Thế thôi, đúng rồi, chụp chỉnh chu đơn giản thì đi gần canh khung đó, thẳng thóm xong rồi vừa đủ thôi, đừng chụp rộng quá thì chúng ta có một ảnh an toàn, đẹp mắt. Còn phá cách hơn thì chúng ta chuyển qua góc rộng hơn. Nhưng mà cái việc mà kiểm soát khung hình nó cũng phải đòi hỏi nhiều thứ. Thì cơ bản là chúng ta chỉ nên cố gắng làm hết sức cái khả năng của thiết bị mang lại thôi. Về chịu khó hậu kỳ xíu vậy. Ok. Đấy, nhìn gần hơn nè. Để cho kiến trúc. Đây, cái cảnh chiều cuối ngày nằm ở đây rồi. Cơ bản thì nó thế này. Mà mình có thể là mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật chụp xíu hút một chút, chụp đó cho người mẫu đen thui luôn, với cùng với lại cái bối cảnh xung quanh luôn. Chúng ta chỉ lấy được cái bóng thôi, hình bóng thôi. Đây mà đẹp, hơi nhìn bên này nè, đó, đây đây, tay anh này, điểm nhìn nha, tưởng tượng. Khúc này nó hơi bị flare anh Huy. Ok, mình thấy cái mảng tường này khá là đẹp và mình sẽ lựa một chút đây như thế này, mình sẽ bật zoom lên để mình bỏ hết các chi tiết thừa. Cũng được đấy, lên hơi lại xíu. Sao giờ ra mắt đầu nha. Lên lại tí nữa. Nữa. Nữa, rồi. Rồi, quay lại rồi. Ok. Gối được. Được đấy, hơi qua bên trái xíu nè, vuốt cái tóc lại, nhìn dịch cái tượng này, nhìn cái tượng này, đấy, ok, đẹp ha, mình thấy nắng chiều rất là hay, mình sẽ để đầu Thủy gối đầu lên trời, một bên hông là cái bảo tàng, như thế này đi, chói không? Cái nữa nha. Rồi, nhìn thử nhìn thẳng xuống anh thôi. Góc rộng nè. Ok. Mình nhắm mắt dreamer coi. Ok, thử
Ok, nhìn thẳng anh. À, đây một bước nữa, một bước nữa. Nó nóng đúng giờ với anh. Bước qua tóc bên trái qua xíu. Rồi. Ok, mình sẽ dùng số phong góc rộng. Hơi thấp mặt xuống anh. Thấp mặt xuống nữa. Kiểu nhìn xuống anh thấy không? Không mẹ. Giờ anh xài góc rộng nha. Được đấy. Em lùi cho anh lùi 2 bước được. Nữa. Qua phải một xíu. Đấy. Đấy, mình dùng tận dụng cái hiệu ứng góc siêu rộng, mình chụp một bên góc của thành phố cũng khá là ổn. Đợi chút nha. Rồi, ok. Rồi cúi, thử cúi hẳn xuống luôn. À, nhẹ hơn. Rồi, ok. Nữa. Ổn áp. Được. Được mày đẹp đấy. Ủa đúng 5 giờ thì tụi mình đã được mời ra khỏi bảo tàng và cái buổi chụp ảnh của mình đến đây là kết thúc. Thấy vui không? Ok, bây giờ mình cũng hơi mờ xí nhưng mà cũng vui. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.